Sách tinh gọn, đắc nhân tâm. Đơn vị thực hiện: NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Với hơn 15 triệu bản đã được bán ra, Đắc Nhân Tâm, xuất bản lần đầu năm 1936, được coi là cuốn sách self-help tinh túy. Nhiều người nổi tiếng từ Warren Buffett đến Lee Iacocca đều coi các phương pháp trong cuốn sách này là một trong những bí quyết thành công của họ. Ví dụ và giai thoại trong cuốn sách sẽ làm cho lời khuyên của tác giả đủ cụ thể để bạn dễ dàng thực hiện nó trong cuộc sống của mình. Hãy thay đổi hoàn toàn cách bạn đối xử với mọi người bằng những kỹ thuật có ảnh hưởng to lớn này. Quyển sách này dành cho ai? Những ai muốn học cách gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp và có sức thuyết phục với người khác. Nhân viên, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn, giáo viên và những ai thường xuyên giao thiệp với mọi người. Về tác giả, Dale Carnegie, sinh năm 1888, mất năm 1955, là một diễn giả và nhà tư vấn người Mỹ về truyền thông và tạo động lực. Ông đã tổ chức các lớp học về diễn thuyết trước đám đông ở thành phố New York, cho đến khi ông nhận ra rằng điều mà các sinh viên thực sự cần là một hướng dẫn về cách giao tiếp với mọi người. Nhận thấy rằng chưa hề có cuốn sách nào được viết cho mục đích này, ông đã viết một cuốn để sử dụng trong các khóa học của riêng mình. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất của Dale Carnegie. Bạn học được gì từ cuốn sách này? Nghệ thuật trở thành bậc thầy trong giao tiếp với người khác. Bạn gặp khó khăn trong việc kết bạn với người khác? Bạn không thể bảo vệ quan điểm cá nhân của mình khi tranh luận và dễ dàng bị người khác khuất phục. Bạn không biết cách cải thiện mối quan hệ của mình với đồng nghiệp và khách hàng. Đừng tìm kiếm đâu xa, Đắc Nhân Tâm chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách này đề cập đến một số kỹ thuật giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả với bạn bè và tạo sức ảnh hưởng. Bằng cách áp dụng những kỹ thuật đơn giản, cụ thể này, bạn sẽ hình thành phong cách chuyên nghiệp và trở thành một người lãnh đạo dễ mến, có sức ảnh hưởng và làm việc hiệu quả hơn. Qua cuốn sách này, bạn sẽ biết được tại sao bạn không nên chỉ trích người khác? Tại sao có người có thể nhớ đến tên của 50.000 người? Và làm thế nào để người khác yêu mến mình từ cái nhìn đầu tiên? Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn tại website sachtinhgon.com. Nếu bạn muốn người khác thích bạn, đừng bao giờ chỉ trích họ. Phi công thử nghiệm máy bay nổi tiếng Bob Hoover đang bay trở về từ một triển lãm hàng không ở San Diego thì đột nhiên cả hai động cơ của ông bị ngắt. Nhờ kinh nghiệm, ông đã có thể hạ cánh và cứu những người trên máy bay. Thật không may, chiếc máy bay đã bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân của sự cố động cơ đáng kinh ngạc là do chiếc máy bay đã vô tình bị đổ quá đầy nhiên liệu phản lực. Trở lại sân bay, Hoover gặp người thợ máy đã mắc lỗi. Chàng trai trẻ đã rơi nước mắt, hoảng sợ khi biết rằng Hoover đã mất chiếc máy bay đắt tiền của mình và suýt nữa thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Vậy có phải Hoover đã la mắng anh ta hay chỉ trích anh ta? Sự thật là không có gì. Hoover thậm chí còn để chính người thợ máy đó tiến hành bảo dưỡng cho chiếc máy bay của mình vào ngày hôm sau. Lý do cho tấm lòng nhân từ của Hoover được nhà tâm lý học tài ba B.F. Skinner phát hiện từ lâu. Những người được khen thưởng vì hành vi tốt sẽ làm việc hiệu quả hơn những người bị trừng phạt vì hành vi xấu. Chỉ trích người khác sẽ không khiến họ thay đổi hành vi của mình, bởi vì họ không bị lý trí thúc đẩy mà chủ yếu là bị cảm xúc thúc đẩy. Do đó, người mà bạn chỉ trích sẽ không thực sự lắng nghe những gì bạn đang nói. Họ chỉ cảm thấy mình đang bị tấn công và phản ứng tự nhiên của họ sẽ là chống trả. Vậy nên, việc chỉ trích người khác chỉ có thể giúp chúng ta xả cơn nóng giận tạm thời. Về lâu dài, nó sẽ khiến người đối diện ít thích bạn hơn. Nhiều người thành công thực sự đã tạo thói quen không bao giờ công khai chỉ trích người khác. Ví dụ,
Benjamin Franklin tuyên bố rằng bí quyết thành công của ông là không bao giờ nói điều xấu về người khác. Abraham Lincoln cũng đã học được bài học này. Ông đã từng công khai chỉ trích đối thủ của mình. Cho đến một ngày, sự chỉ trích đã đưa ông vào một cuộc đấu kiếm. Trận đấu chỉ được tạm dừng vào giây phút cuối cùng. Và kể từ đó, ông đã ngừng công khai chỉ trích người khác. Ngay cả trong cuộc nội chiến, ông đã nói với những người cực kỳ oán giận người miền Nam rằng: "Đừng chỉ trích họ, họ chỉ làm những điều mà ta cũng sẽ làm nếu ta ở vào hoàn cảnh tương tự mà thôi." Phê bình ai đó thì dễ, nhưng ta cần tìm cách thấu hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm và thiếu sót của họ. Vì vậy, nếu bạn muốn người khác thích mình, hãy suy nghĩ về lý do tại sao họ lại làm như vậy. Chấp nhận những khuyết điểm của họ và đặt quy tắc không bao giờ chỉ trích họ một cách công khai. Nếu bạn muốn người khác ủng hộ mình, hãy thường xuyên thể hiện sự đánh giá cao của bạn đối với họ. Một trong những động lực mạnh mẽ nhất của hành vi con người là mong muốn được người khác đánh giá cao. Tất cả chúng ta ai cũng thích được khen ngợi và nghe rằng mình đang làm tốt một công việc nào đó. Một số người thậm chí còn cho rằng tất cả nền văn minh cuối cùng đều dựa trên khát vọng được trân trọng của con người. Chính mong muốn được thừa nhận và tán dương giúp chúng ta chinh phục những đỉnh núi cao nhất, viết những cuốn tiểu thuyết hay sáng lập những công ty triệu đô. Không ai có thể miễn nhiễm với sự khao khát về tầm quan trọng và sự đánh giá cao này. Ngay cả George Washington cũng đã từng cố để có được danh hiệu quyền năng Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng bạn không cần đặt cho ai đó một danh hiệu hoa mỹ để thể hiện sự đánh giá cao của bạn. Chỉ cần sử dụng các cụm từ đơn giản như cảm ơn và xin lỗi là đủ, đồng thời đưa ra những lời khen ngợi chân thành và trung thực. Đừng mang đến cho mọi người những lời tân bốc giả mạo. Họ sẽ dễ dàng nhìn thấu điều đó. Thay vào đó, hãy ngừng đề cao bản thân một chút và tập trung vào điểm tốt của người đối diện. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng hành động của chúng ta làm cho người kia cảm thấy mình quan trọng. Để có được tư duy phù hợp, hãy thử suy nghĩ như Ralph Waldo Emerson, người luôn tâm niệm rằng mỗi người ông gặp đều vượt trội hơn ông theo những cách nhất định. Vì vậy, luôn có điều gì đó để học hỏi và trân trọng họ. Hoặc hãy áp dụng quy tắc vàng, đối xử với người khác tương tự như cách bạn muốn người khác đối xử với mình. Vì vậy, lần tới, khi bạn nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang cảm thấy mệt mỏi, buồn chán vì mới bị quản lý hoặc khách hàng la mắng, hãy cố gắng thay đổi tâm trạng của họ bằng một lời khen hay chân thành cảm ơn sự phục vụ của họ dành cho bạn. Chẳng hạn, tác giả đã từng muốn giúp một nhân viên bưu điện đang buồn chán trở nên vui vẻ hơn bằng cách khen mái tóc của cô ấy. Trước lời khen bất ngờ này, khuôn mặt của nhân viên bưu điện kia rạng rỡ ngay lập tức và cô ta bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi người phản ứng tích cực ra sao nếu họ đạt được khao khát được công nhận. Bạn sẽ sớm trở thành người mà người khác yêu mến và thích làm việc cùng. Và trên hết, bạn sẽ có tác động tích cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Nếu bạn muốn gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp, hãy mỉm cười. Một nhà môi giới chứng khoán ở New York tên là William P. đã quyết định thử làm một cái gì đó mới theo lời khuyên của tác giả. Trước đây, anh ta là một kẻ ngổ ngáo khét tiếng và hiếm khi mỉm cười. Sau đó, anh cam kết mỉm cười nhiều hơn bằng cách tự nói chuyện trước gương. Anh ta bắt đầu một ngày mới bằng cách chào vợ với một nụ cười trên môi, sau đó mỉm cười với người gác cửa của tòa nhà, tiếp đến là cô thu ngân ở quầy tàu điện ngầm, thậm chí là cả những người đang giao dịch trên sàn giao dịch và các đồng nghiệp trong văn phòng. Kết quả là gì? Mọi người bắt đầu mỉm cười với anh. Anh cho rằng mình hạnh phúc hơn trong 2 tháng đầu tiên của cuộc thử nghiệm. Hơn thế nữa, anh nhận thấy rằng tại nơi làm việc, các cuộc cãi vã dễ dàng giải quyết hơn và anh có được nhiều doanh thu hơn trước đây. Nói tóm lại, anh trở thành một con người giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Câu chuyện cho thấy,
Một nụ cười có thể giúp chúng ta tiến xa hơn một chặng đường dài. Nếu ai đó vừa gặp đã mỉm cười, chúng ta có xu hướng tự động thích họ. Vì vậy, nếu bạn muốn người khác mến mình ngay từ đầu, điều trước tiên bạn phải làm là thể hiện rằng bạn rất vui khi gặp họ bằng cách mỉm cười. Các nhà tâm lý học cũng đã phát hiện ra tác dụng phụ tích cực của việc mỉm cười. Có vẻ như mối liên hệ giữa cảm xúc tích cực và nụ cười không phải là con đường một chiều. Mỉm cười chủ động có thể dẫn đến cảm xúc tích cực, cũng như những cảm xúc tích cực có thể dẫn đến nụ cười. Một nụ cười chẳng tốn kém gì, và bạn có thể dùng nó để vực dậy tinh thần của mình và của người khác. Thật là một món hời phải không nào? Nếu bạn muốn cười nhiều hơn nhưng lại không thể, hãy thử các cách khác như huýt sáo, hát hoặc ngân nga một giai điệu. Hãy làm những điều bạn sẽ làm khi mình vui, và bạn sẽ sớm thấy mình trở nên hạnh phúc hơn. Hãy để mọi người yêu mến mình bằng việc nhớ tên của họ. Jim Farley mất cha năm 10 tuổi, là con trai lớn nhất trong gia đình. Ông phải đi làm ở một xưởng gạch để trang trải cho cuộc sống. Mặc dù không được học hành nhiều, nhưng vào năm 46 tuổi, Jim đã là bộ trưởng Bộ Bưu điện và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ. Vậy bí quyết thành công của ông là gì? Ông đã sớm nhận ra rằng mọi người quan tâm đến tên riêng của họ hơn tất cả những cái tên khác trên thế giới cộng lại. Ghi nhớ và gọi tên một người là một cách tinh tế nhưng mạnh mẽ để tạo ấn tượng với họ. Và đây là điều mà ông đã cực kỳ lão luyện. Khi tác giả hỏi rằng liệu có đúng là ông có thể nhớ tên của 10.000 người không? Farley đã khẳng định rằng không phải chỉ 10.000 người mà ông có thể nhớ đến 50.000 cái tên khác nhau. Tương tự, Theodore Roosevelt được tất cả các nhân viên của mình yêu thích vì ông có thói quen chào hỏi tất cả bằng tên của họ. Ông cũng cố gắng dành thời gian để lắng nghe và cố gắng nhớ những gì họ nói. Bằng cách này, ông đã cho người khác thấy ông đánh giá cao họ như thế nào, ngay cả với nhân viên. Vì vậy, để giành được sự ưu ái của ai đó, hãy nhớ tên của họ và thường xuyên sử dụng nó trong cuộc trò chuyện. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể làm được điều này? Hãy tham khảo cách nhớ tên mọi người của Napoleon Đệ Tam, Hoàng đế Pháp. Hãy chắc chắn rằng bạn nắm được tên của người đối diện khi nó xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện. Và hãy cố gắng nhắc tên của người kia nhiều lần, thậm chí viết ra nếu cần. Sau đó, lặp lại nó với người đối diện nhiều lần để nó liên kết với người mà bạn đang trò chuyện. Cuối cùng, khi bạn ở một mình, hãy viết cái tên đó ra để ghi nhớ. Và tác giả không chỉ dừng lại ở việc nhớ tên của người khác để tạo ấn tượng với người đối diện. Tác giả còn tạo thói quen, tìm hiểu ngày sinh của những người mình gặp để có thể gửi thư hoặc điện tín chúc mừng họ. Và bạn có thể tưởng tượng ra được sự vui sướng của người nhận được những bức thư đó. Vì thời điểm đó, chỉ có tác giả là người duy nhất nhớ sinh nhật của họ. Nếu bạn muốn mình trở nên thú vị, hãy là một người biết lắng nghe và thực sự quan tâm đến người khác. Trong một lần tác giả tham dự một bữa tiệc tối ở New York, ông vô tình gặp một nhà thực vật học hết sức thú vị. Tác giả đã lắng nghe ông ta hàng giờ, say mê những mô tả về các loài thực vật kỳ lạ và các thí nghiệm. Sau đó, nhà thực vật học nhận xét rằng tác giả là một người trò chuyện thú vị. Nhưng vấn đề là tác giả hầu như không nói gì cả. Ông chỉ đơn thuần lắng nghe và quan tâm đến những gì mà nhà thực vật học đó nói. Vì vậy, hóa ra bí quyết để trở nên thú vị chỉ đơn giản là quan tâm và biết lắng nghe người khác. Tất cả chúng ta đều yêu thích một người biết lắng nghe, đặc biệt là khi họ khuyến khích chúng ta nói về bản thân. Nhưng tại sao lại như vậy? Công ty điện thoại New York đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về những từ được sử dụng thường xuyên nhất trong các cuộc điện đàm. Bạn có đoán được từ nào đứng đầu danh sách không? Đó là từ tôi. Con người luôn quan tâm đến việc nói về bản thân. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn vui mừng khi gặp những người có cùng sở thích này. Vì vậy, nếu bạn muốn trở nên dễ mến và thú vị hơn, hãy ngừng nói và chỉ lắng nghe.
hỏi người khác về bản thân họ và khuyến khích họ nói nhiều hơn. Khi trò chuyện, hầu hết mọi người đều bận tâm đến những gì bản thân họ muốn nói, đến nỗi họ hầu như không lắng nghe người đối diện. Thực sự lắng nghe có nghĩa là bạn đã rất nỗ lực để dành cho người kia sự chú ý hoàn toàn. Và những lợi ích của phương pháp này rất đáng kể. Sigmund Freud là một người rất nổi tiếng với kỹ năng lắng nghe của mình. Ông cho người khác thấy rằng cách họ nói chuyện thú vị như thế nào, và đổi lại, họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi tiết lộ những cảm xúc và trải nghiệm riêng tư nhất của mình với ông. Mặt khác, việc nói nhiều về bản thân, không lắng nghe người khác và liên tục ngắt lời họ sẽ khiến bạn ngay lập tức bị mọi người ghét bỏ, vì đặc điểm này cho thấy bạn là người quá đề cao bản thân. Vì vậy, hãy thử lắng nghe, đặt câu hỏi về những điều đáng tự hào của người kia và về bản thân họ, để họ có thể nói về điều gì mà họ yêu thích. Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên về những kết nối sâu sắc mà bạn đã hình thành. Nghĩ về những gì người khác muốn và nói về những gì quan trọng đối với họ. Bạn có thể là một người rất thích ăn dâu, nhưng khi đi câu cá, liệu bạn có lấy dâu làm mồi cho cá chỉ vì đơn giản là bạn thích ăn nó? Tất nhiên là không, vì trong câu cá, không quan trọng bạn muốn gì, điều quan trọng là con cá muốn gì. Tương tự, nếu bạn muốn người khác làm điều gì đó, tốt hơn hết, bạn nên nghĩ về điều đó từ góc độ của họ. Làm thế nào bạn có thể khiến họ muốn làm điều đó? Ví dụ, tác giả đã từng đặt một phòng của khách sạn để tổ chức một loạt 20 buổi diễn thuyết, thì đột ngột, ông được thông báo rằng giá phòng sẽ tăng lên gấp 3 lần. Ông đã viết một lá thư cho người quản lý, nêu ra những ưu và nhược điểm của khách sạn khi tăng giá. Ông tuyên bố rằng bằng cách tăng giá, khách sạn sẽ có phòng khiêu vũ cho các sự kiện khác nếu ông không đủ khả năng trả tiền thuê. Nhưng mặt khác, họ sẽ mất đi sự quảng cáo miễn phí từ các bài giảng của ông. Cuối cùng, khách sạn đã xem xét lại và chỉ tăng giá 50%. Một lời khuyên quan trọng khác để giành được sự ưu ái của ai đó là hãy trở nên thông thái và nói về những điều quan trọng đối với họ. Một người đàn ông tên là Edward L. Chalip đang rất cần một sự giúp đỡ. Ông muốn nhóm hướng đạo của mình sang châu Âu và đã kêu gọi chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất ở Mỹ thanh toán chi phí cho những người tham gia. Chalip tình cờ nghe rằng chủ tịch đó có một tấm séc có giá trị 1 triệu đô la và rất tự hào về nó. Ông đã gặp vị chủ tịch kia, nhưng thay vì bắt đầu với yêu cầu tài trợ, ông đã bày tỏ sự thích thú với tấm séc. Vị chủ tịch rất vui vẻ kể cho Chalip nghe câu chuyện về tấm séc. Sau đó, khi Chalip giải thích về mục đích của cuộc gặp, vị chủ tịch ngay lập tức đồng ý trả chi phí, không phải cho một mà là 5 người trong đoàn. Như bạn thấy, mọi người rất thích người khác nói về điều mà bản thân họ quan tâm, chẳng hạn như công việc, sở thích hoặc những tấm séc trị giá hàng triệu đô la. Một ví dụ khác, hãy nói về Tổng thống Theodore Roosevelt. Bất cứ khi nào chuẩn bị gặp một người mới, ông đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ bằng cách đọc mọi thứ về sở thích của người kia. Ông hiểu rằng để được yêu mến, chúng ta nên nói về những điều họ quan tâm nhất. Và nếu bạn không chắc chắn về sở thích của người kia, hãy nhớ rằng có một chủ đề mà mọi người đều quan tâm, đó chính là bản thân họ. Như Benjamin Disraeli đã nói, hãy nói chuyện với mọi người về bản thân họ và họ sẽ chăm chú lắng nghe bạn hàng giờ. Hãy tránh xa tất cả các cuộc tranh cãi, chúng không giúp bạn chiến thắng. Một người đàn ông tên là Patrick Choyohair đã từng tham gia lớp học của tác giả. Anh ấy là nhân viên bán hàng cho hãng xe tải Quasimoto Trucks và rất hay cãi lý, hay gây gổ với khách hàng. Nếu khách nói bất cứ điều gì xúc phạm đến chiếc xe tải của mình, O'Hare sẽ ngay lập tức tranh cãi gay gắt. Và sau mỗi lần tranh cãi, anh có cảm giác như mình đã giành được một chiến thắng rất lớn. Nhưng vấn đề là bất chấp việc anh ta đã chiến thắng trong những cuộc tranh cãi này,
khách hàng dường như không mua xe tải của anh. Bạn thấy đấy, tranh cãi với người khác không thực sự mang lại điều gì có ý nghĩa. Nếu bạn thua, bạn sẽ chỉ thua trong cuộc tranh luận. Nhưng nếu bạn thắng, người kia sẽ bực bội vì bạn đã làm tổn thương lòng tự tôn của họ và bạn vẫn chưa thực sự chiến thắng được họ. Và chính trong số 10 lần, tranh cãi sẽ chỉ khiến người kia cố thủ hơn trong lập trường của họ so với trước đây. Vì vậy, giải pháp duy nhất là tránh những tranh chấp như vậy ngay từ đầu. Lần tới, khi bạn gặp phải ai đó phản đối ý kiến của mình, đừng bắt đầu tranh cãi để củng cố quan điểm của mình ngay lập tức, mà thay vào đó, hãy cố gắng chấp nhận sự bất đồng đó như một điều tích cực mang lại cái nhìn mới mẻ cho bạn. Hơn nữa, đừng nên quá tin tưởng vào những cảm xúc đầu tiên nảy sinh trong đầu bạn, vì đó là bản năng của con người lúc phòng thủ. Và dù bạn có làm gì đi nữa, hãy nhớ kiểm soát bản tính nóng nảy của mình. Đầu tiên, lắng nghe những gì đối phương nói mà không phản kháng hay phản đối ngay lập tức. Hãy hứa xem xét kỹ lưỡng góc nhìn của họ. Cố gắng tìm ra những điểm mà bạn đồng ý và tập trung vào những điểm này, đồng thời thoải mái thừa nhận khuyết điểm của mình nếu bạn mắc sai lầm. Điều này sẽ giúp làm giảm sự bảo thủ của đối phương. Sau đó, hãy cảm ơn đối phương. Sau tất cả, bạn có thể dễ dàng thấy họ như một người bạn đang quan tâm say mê đến chủ đề và muốn giúp bạn đưa ra kết luận đúng đắn. Cuối cùng, hãy đề nghị gặp lại người đó vào một khoảng thời gian sau khi đôi bên đã có đủ thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hãy tự hỏi lại bản thân liệu đối thủ của bạn có đúng hay không và liệu phản ứng của bạn có thực sự mang lại kết quả như bạn mong muốn. Bằng cách ghi nhớ những bước này, bạn có thể tránh được những cuộc tranh cãi không cần thiết. Ngay cả Patrick Treohear cũng đã học được cách tránh tranh luận. Và lần sau, khi có một người khách hàng nói với O'Hare rằng họ thích một nhãn hiệu xe tải khác, anh sẽ đồng ý. Không có gì đáng ngạc nhiên, sự đồng ý này sẽ khiến khách hàng khó có thể tiếp tục tranh luận. Và vì vậy, cuộc trò chuyện sau đó sẽ được chuyển hướng sang những gì tốt đẹp hơn. Cuối cùng, O'Hare trở thành một trong những người bán hàng xuất sắc nhất của công ty Quimoto ở New York. Đừng bao giờ nói với người khác là họ đã sai, họ sẽ chỉ càng khó chịu với bạn thôi. Khi còn trẻ, Benjamin Franklin nổi tiếng là người cố chấp và bảo thủ. Ông sẵn sàng gây hấn với bất cứ ai không đồng ý với quan điểm của mình. Một ngày nọ, một người bạn cũ đã thẳng thắn phê bình ông và cho biết bạn bè của Benjamin Franklin sẽ bỏ rơi ông nếu ông cứ tiếp tục như vậy. May mắn, Franklin vẫn đủ khôn ngoan để lắng nghe và tạo thói quen, không bao giờ công khai chống đối người khác nữa. Ông thậm chí còn quyết định loại bỏ hoàn toàn một số từ như chắc chắn và tôi không thể nào sai được khỏi vốn từ vựng của mình vì cảm thấy chúng quá cứng nhắc và phản ánh một tư duy bất ổn. Thay vào đó, ông ấy sử dụng những cụm từ như tôi quan niệm rằng hoặc tôi cảm thấy. Bạn thấy đấy, bất cứ khi nào bạn nói với ai đó rằng họ sai, thì về cơ bản bạn đã nói với họ rằng tôi thông minh hơn bạn. Đây là sự tấn công trực tiếp vào lòng tự trọng của họ và họ sẽ muốn trả đũa vì bạn đã không tôn trọng ý kiến của họ. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn muốn bày tỏ sự phản đối của mình với ý kiến của ai đó, đừng bao giờ dùng những cách diễn đạt như rõ ràng là hay hiển nhiên là. Nếu bạn muốn người khác xem xét lại quan điểm của họ, bạn nên khiêm tốn và cởi mở. Ví dụ, bạn có thể nói, tôi có suy nghĩ hơi khác, nhưng cũng có thể là tôi nhầm. Hay là ta cùng xem lại vấn đề lần nữa nhỉ? Nếu bạn khư khư thể hiện sự phản đối của mình, người khác sẽ càng chống đối lại hoặc phẫn nộ bạn hơn ngay trước khi cho bạn cơ hội để thể hiện quan điểm của mình. Với một chút may mắn, cách tiếp cận mềm mỏng sẽ nhanh chóng biến đối thủ thành đồng minh, khiến bạn có thể thay đổi ý kiến của họ. Có một lần, tác giả đã thuê một người thợ trang trí nội thất để may một số tấm rèm cửa cho ngôi nhà của mình. Sau khi nghiệm thu, ông hoàn toàn sốc bởi giá trị của hóa đơn quá lớn. Khi ông đem chuyện này kể cho một người bạn,
Ngay lập tức, cô ấy cho rằng tác giả đã quá nhẹ dạ và đã bị lừa. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tác giả đã bảo vệ mình bằng cách đưa ra sự biện hộ. Giá cao thể hiện chất lượng tốt. Nhưng sau đó, khi một người bạn khác ghé chơi nhà của tác giả và khen ngợi về những tấm rèm, tác giả thừa nhận với người bạn kia rằng ông thực sự cảm thấy mình đã trả quá nhiều và hối hận khi đã thuê người thợ lúc trước. Cách tiếp cận tích cực của người bạn này đã khiến tác giả có thể thoải mái thừa nhận sai lầm của mình. Để có sức thuyết phục, hãy bắt đầu một cách thân thiện. Năm 1915, Rockefeller là người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado do Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương trong hơn 2 năm. Nhưng kết quả của cuộc nổi dậy này thật bi thảm. Quân đội đã được điều động và nổ súng vào những cuộc biểu tình. Vì vậy, Rockefeller phải nói chuyện với đại diện của những người thợ mỏ. Điều bất ngờ là ông đã có thể xoa dịu được những người mà chỉ vài ngày trước họ còn muốn nhìn thấy ông bị treo cổ. Ông đã chọn một chiến lược đơn giản, đó là sự thân thiện. Ông nhấn mạnh về sự tự hào và hạnh phúc của bản thân khi được gặp họ, và đây thực sự là ngày quan trọng đối với cuộc đời ông. Ông ấy xem họ như những người bạn thân thiết mà ông rất quan tâm. Và kết quả là gì? Những người thợ mỏ đã quay trở lại làm việc mà không nói thêm một lời nào về việc tăng lương mà họ đã đấu tranh rất dữ dội trước đó. Ví dụ này cho thấy, sự thân thiện có thể khiến mọi người thay đổi suy nghĩ, hiệu quả hơn nhiều so với sự cáu kỉnh và giận dữ. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn đang cố gắng đạt được, hãy đảm bảo chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cách thân thiện. Một kỹ thuật thuyết phục quan trọng khác là khiến mọi người phải nói đồng ý ngay từ đầu. Hãy bắt đầu bằng cách nhấn mạnh tất cả những điểm mà bạn đồng ý với người kia và đặt những câu hỏi khiến họ nói có nhiều hơn. Mặt khác, bạn không nên để người khác đưa ra sự phản hồi là không. Bạn nên tránh để người kia nói không, vì họ sẽ cực kỳ miễn cưỡng đi ngược lại với câu nói một khi đã đưa ra. Đối với người bán hàng, từ yes, tức là vâng, có thể mang lại cho họ nhiều doanh số hơn. Hãy xem xét câu chuyện của Eddie Snow, người đã tài trợ một số khóa học của tác giả. Ông muốn thuê một cây cung từ một cửa hàng săn bắn, nhưng nhân viên bán hàng đã từ chối. Tuy nhiên, sau đó, người bán hàng đã thuyết phục ông mua cả cây cung. Cuộc hội thoại diễn ra như sau. Ông đã thuê một cây cung nào trước đây chưa? Yes. Ngân sách ông có thể trả là từ khoảng $25 đến $30 phải không ạ? Yes. Chúng tôi có các bộ cung được bán với giá chỉ từ $34.95. Ông thực sự có thể mua một bộ cung với giá chỉ cao hơn $4.95 so với chi phí cho một lần thuê. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi không cho ông thuê nữa. Ông thấy có hợp lý không ạ? Yes. Và thế là ông Snow không chỉ mua cả cây cung mà còn trở thành khách quen của cửa hàng đó. Lần sau, nếu chúng ta có ý định bảo ai đó là sai, hãy lựa chọn để mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng, có thể đem đến câu trả lời là vâng. Để thay đổi người khác, hãy bắt đầu bằng một lời khen ngợi. Khi William McKinley tiến hành tranh cử tổng thống vào năm 1896, một nhà văn tài ba đã chuẩn bị một bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, McKinley biết rằng bài viết sẽ gây nên nhiều làn sóng chỉ trích. Vấn đề là nhà văn kia vẫn tin đây là bài phát biểu rất tuyệt vời và McKinley sẽ gặt hái được nhiều thành công. McKinley cần viết lại bài phát biểu, nhưng ông không muốn làm tổn thương cảm xúc của nhà văn và làm giảm sự nhiệt tình của anh ta. Vì vậy, thay vì bắt đầu bằng một lời từ chối và chê bai về bài phát biểu trên, McKinley đã bắt đầu bằng cách khen ngợi, giải thích rằng bài phát biểu thực sự đã rất tuyệt vời và nó sẽ hoàn hảo trong dịp khác. Nhưng trong dịp đặc biệt này, một bài phát biểu mang tính chất khác sẽ cần thiết hơn. Kết quả, bằng cách cư xử khéo léo của mình, ông đã không làm giảm đi sự nhiệt tình của người viết bài diễn thuyết và anh ta vẫn viết lại bài phát biểu theo đề nghị của McKinley, thậm chí còn xuất sắc hơn cả bài trước.
Câu chuyện này cho thấy một bài học quan trọng. Chúng ta sẽ dễ dàng lắng nghe những điều khó chịu sau khi nhận được lời khen ngợi. Hãy ghi nhớ điều này, vì bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi ai đó, bạn cũng không nên dừng lại ở những lời khen ngợi ban đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn đang khuyến khích người kia và khen ngợi họ về mọi cải tiến dù nhỏ đến đâu. Điều này sẽ thúc đẩy họ tiến bộ và khiến họ dễ dàng thực hiện thay đổi mà bạn mong muốn. Hãy xem xét câu chuyện của Key Robber, người điều hành một cửa hàng in. Một ngày nọ, ông nhìn thấy sản phẩm rất tốt của một nhân viên mới. Tuy nhiên, nhân viên mới này dường như có thái độ không tốt và Robber, trên thực tế, đang xem xét đề xuất đuổi việc anh ta. Nhưng Robber đã nói chuyện với người nhân viên kia và khen ngợi anh ta một cách thành thực. Ông không chỉ đơn thuần khen ngợi mà còn đi sâu vào chi tiết cụ thể. Lý do tại sao sản phẩm này lại vượt trội và điều đó có ý nghĩa gì đối với công ty. Những lời khen cụ thể làm cho nó trở nên chân thành hơn. Kết quả là gì? Thái độ của chàng trai trẻ đã thay đổi hoàn toàn và anh ta trở thành một người làm việc tận tâm và đáng tin cậy. Như bạn có thể thấy, năng lực của mọi người sẽ bị suy giảm bởi những lời chỉ trích, nhưng lại nở rộ khi được khuyến khích. Vì vậy, lần tới, khi bạn cần thay đổi cách nhìn của ai đó, hãy hào phóng với lời khen ngợi của bạn. Góp ý về sai lầm của người khác một cách gián tiếp. Một hôm, Charlie Schwab đi thăm một nhà máy thép của ông thì bắt gặp một nhóm công nhân đang hút thuốc ngay dưới tấm biển cấm hút thuốc. Thay vì chỉ trích, ông bước đến trao cho mỗi người một điếu xì gà và nói rằng ông sẽ đánh giá cao nếu họ hút thuốc bên ngoài. Ông đã chỉ ra lỗi lầm một cách khéo léo thay vì mắng mỏ họ. Những người đàn ông kia cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu mến Schwab. Bạn thấy đấy, Schwab biết rằng việc đề cập đến những sai lầm một cách gián tiếp khiến mọi người dễ dàng thay đổi nhận thức của họ hơn. Để làm được điều này, ngay cả những thay đổi nhỏ đối với những gì bạn thường nói cũng có thể đem lại hiệu quả. Lần tới, thay vì bắt đầu bằng lời khen ngợi rồi sau đó nói nhưng để tiếp tục với lời chỉ trích, hãy nghĩ về cách tạo ra lời chỉ trích nhẹ nhàng hơn với từ và. Ví dụ, thay vì nói với con bạn rằng điểm của con đang tốt nhưng môn đại số của con vẫn còn rất thấp, hãy thay bằng cách nói điểm số của con đang tốt và nếu con tiếp tục cố gắng ở môn đại số thì điểm đại số của con cũng có thể tiến bộ hơn vào học kỳ tới. Ngoài cách tiếp cận gián tiếp này, bạn sẽ thấy mọi người dễ tiếp nhận lỗi lầm của họ hơn nếu bạn bắt đầu bằng cách nói về những sai lầm của chính mình. Ví dụ, khi Clarence C. Chehusen phát hiện ra cậu con trai 15 tuổi David của mình đang hút thuốc, ông không yêu cầu cậu bé dừng lại. Thay vào đó, ông giải thích rằng bản thân đã bắt đầu hút thuốc rất sớm và trở nên nghiện nicotine đến mức gần như không thể ngừng được, mặc dù ông đã trải qua những cơn ho dai dẳng và vô cùng khó chịu. Kết quả là hai cha con họ đã xem xét lại và không bao giờ hút thuốc nữa. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách: để bản thân được mọi người yêu quý và trân trọng, hãy luôn mỉm cười, lắng nghe chân thành và nhớ tên của người khác. Con người luôn khao khát được công nhận, vì vậy, hãy luôn khen ngợi và nói về những điều quan trọng đối với họ. Tránh tranh luận và không bao giờ chỉ trích người khác, vì điều này sẽ không giúp bạn đi đúng hướng. Nếu bạn muốn ai đó thay đổi, hãy đưa ra lời khen, động viên từng bước tiến bộ của họ. Thừa nhận lỗi lầm của bản thân một cách công khai và chỉ đề cập đến lỗi lầm của người khác một cách gián tiếp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.